sống ngày càng khắc nghiệt. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội.tv.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam, trên trang web quốc hội.tv.vn và trên fanpage tư vấn trực tiếp. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, gút là một bệnh mãn tính gây lên sự ám ảnh kinh hoàng cho người bệnh ở bởi những cơn đau khủng khiếp. Không những thế mà sự hình thành hạt tô phi còn khiến cho người bệnh phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm của bệnh như là tàn phế, sỏi thận, suy thận. Bởi vậy, kiểm soát hiệu quả bệnh gút là mong muốn của hầu hết bệnh nhân mắc bệnh. Thế nhưng làm thế nào để thực hiện được điều này thì vẫn còn là nỗi băn khoăn lớn của họ. Hiện nay có hai xu hướng được nhiều bác sĩ và bệnh nhân áp dụng nhất trong điều trị bệnh gút, đó là sử dụng Tây y và thảo dược Đông y. Tuy nhiên, điều trị bằng phương pháp nào mới là hiệu quả và an toàn nhất thì có lẽ là không phải ai cũng biết. Vì vậy, chương trình ngày hôm nay chúng tôi có chủ đề là bệnh gút nên điều trị bằng Đông y hay Tây y sẽ giúp quý vị và các bạn có được câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đó, từ đó giúp chúng ta tìm được phương pháp tốt nhất để kiểm soát hiệu quả bệnh gút. Tư vấn cho chủ đề này xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia của chương trình, tiến sĩ bác sĩ Dương Quang Hiến, nguyên giảng viên bộ môn khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 103. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Vâng, chào chị Thương, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, để được giải đáp trực tiếp các câu hỏi liên quan đến bệnh gút thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi tới số điện thoại tư vấn của chương trình 1900 3365. Xin được nhắc lại số điện thoại 1900 3365 để được bác sĩ tư vấn. Đồng hành với chương trình hôm nay có sự tham gia của nhãn hàng Bonigood của Mỹ. Bonigood là sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Bonigood là sản phẩm có công thức rất toàn diện, bao gồm nhóm thảo dược giảm đau, chống viêm là gừng, tầm ma, kim sa, húng tây, bạc hà, nhóm thảo dược hạ axit uric máu, ngăn cơn đau gút cấp tái phát, co nhỏ hạt tô phi, quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử, bách xù. Đặc biệt là Bonigood là sản phẩm duy nhất trên thị trường giúp hạ axit uric trong máu theo cả ba cơ chế vô cùng toàn diện, đó là ức chế hình thành axit uric, lợi tiểu để tăng đào thải axit uric, trung hòa axit uric. Nhờ vậy, Bonigood mang tới hiệu quả như sau: giúp giảm đau, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp sau 1 tháng sử dụng, giúp hạ axit uric trong máu, co nhỏ hạt tô phi, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như là suy giảm sinh lý này, tàn phế, sỏi thận, suy thận, cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gút. Bonigood thì được sản xuất bởi công nghệ microfluidizer. Đây là công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới tại nhà máy J&E International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới ạ. Và theo chúng tôi được biết thì Bonigood còn được vinh dự nhận giải thưởng là sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng qua các năm 2017-2021. Ở đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng để bệnh nhân gút có thể an tâm lựa chọn những sản phẩm uy tín này, an toàn cho hiệu quả cao. Và đặc biệt là công ty dược phẩm Botania, công ty nhập khẩu và phân phối Bonigood ở Việt Nam đã được nhận danh hiệu top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam vào năm 2021 do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng. Đặc biệt trong thời lượng phát sóng của chương trình này ạ, chỉ 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 1044 sẽ được tặng ngay một hộp Bonigood 30 viên khi mà mua 3 hộp Bonigood 60 viên ạ. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước là 1800 1044 để đặt mua sản phẩm Bonigood. Còn số điện thoại để có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ quý vị đừng quên ạ, 1900 3365. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì có hai xu hướng lớn trong điều trị bệnh gút, đó là dùng các phương pháp Tây y và thảo dược Đông y. Vậy phương pháp nào sẽ an toàn và hiệu quả hơn? Bác sĩ có thể giải đáp những cái thắc mắc này cho các quý vị khán giả được không ạ? Vâng, có lẽ đây cũng là một câu hỏi rất thú vị của nhiều các bác đơn vị đi gặp chúng tôi hỏi chúng tôi cái câu hỏi như thế này.
thì phải nói gút nó là một cái bệnh mãn tính do rối loạn chuyển hóa cái nhân bulin, mà nó làm cho tăng cái nồng độ axit lipid trong máu, thì gây ra một loạt cái biến chứng như là biến chứng về mặt tim mạch, rồi thì gan thận, đặc biệt là xương khớp, có cuối cùng là cái gì, cái suy gan suy thận sỏi thận, và cái vận động thì nó là cái tàn phế mà gây mất khả năng vận động, thì biến chứng nó rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không điều trị kịp thời. Thế thì hiện nay về điều trị thì nó có hai phương pháp, một là dùng thuốc y học hiện đại, hay gọi là phương pháp Tây y. Thế ưu điểm của nó là gì? Là giải quyết rất nhanh, đặc biệt là các trường hợp bệnh nhân gút cấp ấy, thậm chí khi gút cấp người ta chỉ cần tiêm một mũi có trong nó có corticoid thôi, thì sau khoảng độ 2 đến 3 tiếng thì bệnh nhân đã đau rồi, có thể đi lại được rồi, thì đấy là cái giai. Nhưng bên cạnh đó thì nó để lại rất nhiều những cái biến chứng trên rất nhiều các cơ quan khác nhau, đấy là cái ưu điểm của nó. Cho nên vậy thì những cái bác, đặc biệt những cái bác mà lớn tuổi, người già ấy nhé, thì khi có biến chứng thì người ta này, một là tự giảm liều hoặc là bỏ thuốc, thì vậy thì làm cho bệnh nó rất khó chữa, là nó nặng lên, nó thay vào một cái vòng luẩn quẩn như vậy, chúng tôi gọi là vòng xoắn bệnh lý. Thì đấy là cái có. Thế thì cái biến chứng mà hay gặp nhất của các bệnh gút là gì? Thứ nhất là về cái thuốc mà để nó làm giảm đau, thì trong bệnh gút ấy, nếu gấp thì bao giờ bác sĩ cũng kê cái thuốc gọi là colchicine, thì có thể nói là cái đặc hiệu giảm đau trong cái bệnh gút này. Uống một cái là bệnh nhân thì một ngày hai là nó sẽ hết ngay. Thì đấy. Thế thì nhưng cái colchicine này nó là cái thuốc mà tại sao nó gây ra một cái tác vụ là hay gặp nhất, tức là gì? Buồn nôn và nôn mà dị ứng. Đấy, bệnh nhân thì rất là khó chịu. Ngoài ra còn đau cả viêm dạ dày, thậm chí gây ra sốt huyết tiêu hóa. Cho nên thần phần lớn là bệnh nhân người ta bỏ thuốc hoặc người ta giảm liều như tôi đã nói rồi. Cái nhóm thứ hai tức là cái nhóm corticoid, thì gồm có cái thì nó làm giảm đau rất nhanh. Bệnh nhân rất là sảng khoái phấn khởi hôm nay, thậm chí uống tối hôm nay sáng mai bệnh nhân lại đi lại được, mặc dù hôm nay không đi được. Thế nhưng đây nó bản chất là có thuyết, và cho nên tác dụng nó lên rất nhiều các cơ quan. Nếu như trên đường tiêu hóa thì nó có gì gây viêm cái loét, thậm chí chúng tôi gặp con người như chỉ cần tiêm một ống thôi đã lại xuất huyết tiêu hóa rồi, cho nên người ta không có hai bên xướng gì về hay về lâu về dài nó suy tương thận rồi đến loãng xương rồi đến cái giòn xương, thì đến tim mạch thì có thể gây ra một cái làm sao, đặc biệt bệnh nhân tăng huyết áp mà tiểu đường thì nó làm cho bệnh nhân nặng hơn lên. Thì đấy là cái của cái corticoid. Thì cái nhóm thứ ba giảm đau là nhóm giảm đau gọi là nocelit, tức là các thuốc giảm đau thông thường ấy, thì uống vào thì nó cũng giảm đau, cũng giảm đau rất là nhanh. Thế nhưng nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan, như là ví dụ tiêu hóa thì nó cũng giảm đau thông đường, gây ra tiêu hóa là gì, viêm loét dạ dày này, vài biến chứng trên tim mạch, cũng rất nhiều các cơ quan khác nhau. Thì đấy là cái nhóm. Thì cái nhóm thứ hai tức là cái nhóm mà hạ axit uric trong máu, thì cái thuốc đầu tiên là allopurinol, thì cái này rất nhiều người dùng gây ra dị ứng, cho nên người ta bỏ thuốc dị ứng. Cho nên nhiều người nó nhồi mề đay lên, uống vào tối nay sáng mai người nó dày như cái mảng cơm cháy, rất khó chịu, thì người ta phải bắt buộc phải vào viện để giải quyết cái hậu quả của thuốc này. Cho nên phần lớn là người ta bỏ thuốc, người ta không dùng, kia không dùng, thậm chí bác sĩ kê đấy nhưng mà về người ta không dùng, người ta đã bị một lần rồi. Cái thuốc thứ hai tức là đi febuxostat thì cái này nó đặc biệt giảm axit uric cũng rất là nhanh, nhưng nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái bệnh tim mạch và huyết áp, nó làm cho rối loạn tim mạch, rối loạn huyết áp, cho nên nhịp tim nhanh, huyết áp tăng lên, người ta cũng dẫn đến người ta bỏ thuốc, không dùng nữa. Thì đấy là cái như vậy. Thì chúng ta có thể thuốc Tây y thì có lẽ về mặt nguyên tắc điều trị đầu tiên là phải an toàn, sau đó mới đến khỏi bệnh, an toàn là đến hàng đầu. Thì vậy thì Tây mặc dù nó bệnh nó tiến triển rất là nhanh nhưng mà tác dụng phụ nó rất là nhiều, cho nên phần lớn người ta bây giờ người ta nhớ, đặc biệt trong các bác mà lớn tuổi có các bệnh nền khác, ví dụ như là tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh mỡ máu vỡ trong mạch ấy, thì người ta lại rất ngại dùng cái thuốc Tây này. Vì dùng là thì không được, dừng thuốc có nữa đau cốt thì nó lại bệnh tiêu hóa, lại bệnh tim mạch, cho nên là người ta không dùng, nên người ta gọi là sợ thuốc Tây nó là như vậy. Nhưng thực ra thuốc Tây nó rất là tốt, nhưng mới cái nhiều người, đặc biệt những người mẫn cảm như tôi vừa nói, như tiêm một lần một ống mà lại xuất hiện tiêu hóa thì chắc chắn ngày mai không bao giờ bệnh nhân dùng, mặc dù mình có kê. Đấy là phương pháp của Tây. Phương pháp Đông y thì đây là dùng các, hay người ta gọi là phương pháp mà dùng các loại thảo dược hay còn Đông y đấy. Thì cái này thì nó lại đối ngược với lại cái thuốc của y học hiện đại, tức là gì, tác dụng chậm này. Nếu mà dùng là giảm đau cấp thì nó đau ngay, nó không thể giảm đau ngay được, phải có thời gian, phải vài ba ngày. Cho nên vậy thì cái này, cho nên nhiều người bệnh người ta lại không thích dùng lắm. Thế nhưng về mặt dùng lâu dài đấy thì lại rất tốt, hiệu quả với nó rất là cao, đã sao an toàn, lành tính và giải quyết được các tình trạng của bệnh này. Thì đấy là cái điều tiếng Anh. Thế nhưng một số người thì căn cứ ông người thì ông cha ta đã dùng từ rất nhiều đời nay rồi, chữa cái bệnh gút này thì ngày xưa trong y văn người ta ghi gọi là bệnh thống phong. Thống tiếng Hán có nghĩa là đau, phong nghĩa là do nguyên nhân do ngoại tà xâm phạm vào, thì là do phong hàn mà thở tiếp tác hỏa đấy, người ta vào thì đến phong. Thế thì gần y học hiện đại phát triển ra thì người ta chứng minh đây nó là bệnh gút. Thì đấy chính là thực ra cái thuốc Đông y dùng rất là sớm ngày xưa đấy, nó là như vậy. Thế nhưng nhiều người thì người ta lại nghĩ là dùng thuốc Đông y thì nó không có hiệu quả mấy, với lý do thứ nhất là gì, người ta dùng cái ngay đấy, sử dụng các cơn đau cấp dùng ngày một ngày nó vẫn không giảm đau,
thì người ta nghĩ ra nó không có hiệu quả, nhưng mà cơ chế nó sẽ khác đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tức là khi sử dụng mà lại người ta dùng đơn điệu một loại thuốc thôi thì thấy nó cũng rất là chậm. Đấy, rất là chậm, cho nên người ta bảo cái này nó chậm quá tức là không có tác dụng phụ, thì đấy là không hiểu đúng bản thân của vấn đề gì. Thế hoặc là có người thế này nghe nói như thế này là đi ra mua ở thuốc bây giờ mạng phát triển rất là phát triển, người ta nhiều người quảng cáo ra, nói quảng cáo nó quá lên nhiều lần thực tế nhé, thì người bệnh cứ thấy nghe quảng cáo đúng cũng đi mua dùng một hai vị nhưng mà lại cũng không thấy khỏi bệnh, thì người ta bảo là không ấy. Thực ra đấy là mình chưa hiểu đúng bản chất của vấn đề nó là cái gì. Đấy là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái này thì phải dùng thuốc ấy, chúng khuyên là gì? Phải dùng thuốc ở các cơ sở sản xuất có uy tín. Đấy, sản xuất được nghiên cứu một cách bài bản chặt chẽ, đặc biệt được các cơ quan thẩm quyền cấp phép, tức là gì? Thuốc này đã được kiểm chứng trên thực nghiệm cũng như là trên lâm sàng mà có tác dụng an toàn cho người bệnh, thì đấy là cái đấy. Như vậy thì cái phương pháp sử dụng thuốc đông y này thì là điều trị gút có ưu điểm nhiều hơn là của y học hiện đại rồi. Nó an toàn lành tính thì không người đấy, nhưng phải gì, phải phối hợp nhiều vị thuốc trong một bài thuốc với nhau. Mà hiện nay người ta dùng thuốc đông y là gì, thảo luận là gì, đây là dùng các cái hoạt chất có trong thuốc chứ không phải dùng thuốc toàn phần như ngày xưa nữa, thì tác dụng nó lại vượt trội nó ở chỗ đấy. Và đặc biệt là gì, rất thì ta lại định lượng được cái liều lượng, nhưng không ngày xưa mình cứ là tự sắc thuốc thì không biết là liều lượng, cho nên là nếu như mà dùng liều thấp thì không gây bệnh, dùng liều cao nó gây độc. Đấy chính là hiện nay hoạt động của viện ở chỗ đấy. Đấy là cái hay của phương pháp dùng thảo dược, đó là chữa bệnh gút như vậy. Vâng, có thể thấy là xu hướng ngày nay thì rất là nhiều người, không chỉ là những người mà đã mắc bệnh rồi, mà những người bình thường, những người khỏe mạnh mà họ muốn để cải thiện sức khỏe của mình thì cũng thường hướng tới là việc tìm những loại thảo dược đông y. Và đặc biệt là với những người bị bệnh gút, thưa bác sĩ có thể chia sẻ thêm là có những cái loại thảo dược nào để hỗ trợ trong việc điều trị bệnh gút tốt hơn ạ? Thực ra nói về thảo dược chữa bệnh gút thì tôi nói là nó có rất nhiều. Vâng. Thế nhưng cái loại mà được nghiên cứu bài bản, chứng minh rõ ràng tính an toàn, tính hiệu quả thì không nhiều. Đấy. Thế thì cái mục tiêu điều trị gút này thì đầu tiên phải giảm đau. Cái thứ hai nó giảm được cái lượng axit hữu tự máu, đúng là theo cơ chế bệnh. Thế khi giảm rồi thì nó lại ngăn ngừa được các biến chứng có thể xảy ra của nó, ví dụ như trên về dạ dày, tim mạch, tiêu hóa, chức năng gan thận, vân vân. Thì đấy là cái. Và cái thứ ba là gì? Nó an toàn và nó lành tính. Thì đấy là cái. Và đặc biệt khi an toàn ấy rồi thì người ta lại sao cải thiện được cái cuộc sống. Đấy là cái mục tiêu điều trị của mình như vậy. Thế thì hiện nay thì có một cái sản phẩm tức là được nhập khẩu nguyên lọ của Mỹ, thì nó có chia cho làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là gì? Có tác dụng là giảm đau. Cái đau là cái triệu chứng khó nhất mà người bệnh phải đi khám. Đấy còn cái đau thì gồm có cái gừng nó giúp cho giảm các yếu tố gây ra viêm. Đau tức là viêm gây ra đau, giảm yếu tố hết đau. Cái thứ hai là cái cây tầm ma đấy, nó giúp giải quyết các chất gây viêm tức là bradykinin và đốt tăng zin, histamine gây đau. Khi mà cái đặc biệt trong viêm khớp ấy, ức chế cái chất gây viêm nó thì hết viêm thì nó hết đau. Cái thứ ba tức là cái lá húng tây thì nó làm sao? Nó gây ra nồng độ các chất gây viêm, đặc biệt là nó giảm đau cho cả các chất đau trong bệnh gút rất là tốt, đau cấp bên này. Và cái nữa là cái cây bạc hà đấy, thành phần chính của nó là cái mentol này, thì nó là giúp chống oxy hóa, giải quyết gốc cái đau cho cả cái thần kinh trung ương và thần ngoại vi. Thì đấy là cái đau, thì đây là cái triệu chứng khó nhất người bệnh lắm. Thế nhưng các bác sĩ quan trọng nhất là gì, cái gốc của bệnh là gì, là phải hạ được cái axit hữu tự máu. Thì nguyên nhân gốc sâu xa của bệnh nó như vậy, thì người ta dùng theo axit hữu tự máu tăng thì nó theo ba cơ chế. Thứ nhất là gì, tăng tổng hợp. Cái thứ hai nó giảm trung hòa. Cái thứ ba là giảm đào thải. Thì đấy là cái tăng đấy. Thì vậy thì các nhà khoa học đang nghiên cứu để dùng thuốc và tác động vào từng khâu một. Cái khâu đầu tiên là do giảm cái tổng hợp chất huyết tại gan thì gì, dùng các thuốc có gì tác dụng là ức chế các enzyme xăng tin oxidase giảm tổng hợp ở tế bào gan. Từ đây dùng cái quả anh đào đen và cái hạt nhãn thì tốt. Cái thứ hai gì, dùng các thảo dược có tính kiềm để trung hòa cái axit uric đó. Từ đây dùng cái hạt cây cần tây. Và cái loại thảo dược thứ ba là dùng các thảo dược gì có tác dụng tăng cường lợi thiểu để đào tải axit uric qua ra thận. Thế nên là dùng cái chạch tả này, bông mã đề này, bách xù này, cái nghi bằng tử. Thế nhưng cái hay của nhóm loại tiểu là gì? Bản chất axit uric là một thành yếu rất dễ lắng động, mà cái điều đầu tiên là hay nhất là ở cái màng lọc của cầu thận, hay là cái bao bao man ấy, cái màng xơ lọc ấy, thì rất hay bị viêm cầu thận, xoài thận, thậm chí suy thận. Thì khi mà đã là thông thoáng rồi thì nó lại ngăn chặn cái biến chứng này rất là tốt. Là còn là một mũi tên trúng hai mục đích, nó là ở cái chỗ đấy. Chứ khi mà tất cả các thuốc này vào mà tác động trong một thành phần hợp lý đấy, thì đầu tiên nó giảm đau bệnh gút này trong thời gian khoảng 2-3 tuần tùy theo từng trường hợp cụ thể. Và nó hạn chế các cơn gút cấp tái phát. Đặc biệt thứ hai là gì? Nếu khi dùng tiếp khoảng 2-3 tháng sau thì nó làm giảm lượng axit hữu tự máu.
thì đấy là nguyên nhân chính gây cho bệnh. Thế khi axit uric giảm rồi thì đương nhiên cái mũi axit đó nó giảm, thì đồng nghĩa là người ta dùng cái từ gọi là co nhỏ hạt tốc phi, tức là hạt tốc bình thường thì nó sẽ co nhỏ lại, nó thải ra ngoài. Và đặc biệt khi mà thuốc giảm axit uric rồi, đau giảm rồi, thì đương nhiên người bệnh giảm hoặc không dùng thuốc tây nữa, nhiều lao nữa, thì đương nhiên nó ngăn chặn các biến chứng có thể xảy ra của tôi nói rồi, ví dụ trên đường tiêu hóa là viêm là loét, chức năng gan, chức năng thận, rồi thì sỏi thận vân vân, rồi tim mạch, và biến chứng của vệ sinh gốc, thì đấy là cái của thuốc ấy. Và đặc biệt thì khi mà người bệnh tốt rồi thì chế độ ăn người ta đã được nới ra, thì ăn uống nó sẽ không kiêng nhau bữa, thì bây giờ người ta cuộc sống nó sẽ lạc quan hơn, yêu đời hơn, tinh thần thoải mái hơn. Thế nhưng đây nó là bệnh mãn tính, thuốc không thì chưa đúng như chưa đủ, rất cần có một giải pháp điều trị toàn diện. Thế về điều này thì các nhà khoa học đã có một lối sống khoa học lành mạnh, thì nó quy ra được 6 cái nguồn sinh lực. Cái nguồn đầu tiên nó là phải nói dinh dưỡng. Thế thì ngay từ thế kỷ 18, cách đây khoảng gần khoảng 300 năm, các cụ đã nói rồi, trong cái cuốn gọi là Vệ Sinh Quyết ấy, khuyên người bệnh ăn uống trước bệnh ấy, thì có một câu thơ như thế này: muốn cho ngũ tạng được yên, bớt ăn vài miếng nhịn thèm một đau. Thì câu nói đến nay vẫn đúng với cái bệnh gút như thế này. Đấy hay. Cho nên bệnh gút ăn làm sao, kiêng làm sao mà vẫn đầy đủ chất, đạm được mỡ, vitamin được mỡ khoáng. Nhưng đặc biệt là gì? Khi bệnh gút ấy, thì ta hạn chế các loại thịt màu đỏ, ví dụ như thịt bê, thịt dê, thịt thú rừng và hải sản gì, tôm, cua, hẩu và gì, phủ tạng động vật, ví dụ lòng lợn, để tiết canh, những cái thận vân vân đấy. Và gì, ăn tăng cái đạm thực vật, đi đỗ đậu đỗ các loại và các loại rau xanh quả chín theo mùa. Thì đấy là cái đấy. Và hạn chế gì, bia rượu, cái bê thuốc lá. Cái thứ hai tức là phải uống đủ nước. Người bình thường một ngày cũng phải uống đủ 2 lít nước. Chứ nếu như lao động trong điều kiện nắng nóng có dài thì phải tăng cái lượng nước lên cho nó bù lại. Ít nước quá thì lợn thận lọc máu giảm, rồi lại nó lại tích axit uric cái máu, thì ngăn cản cái đấy rất là nguy hiểm. Và cái thứ ba tức là phải cung cấp đủ đầy đủ oxy. Nghe nói thì nó hơi ngạ tai một tí. Oxy rất cần cho cơ thể. Chúng ta không thể nhịn thở được quá 30 giây. Nên là như vậy, khi làm sao oxy nó cung cấp cần thiết cho từ cấp độ tế bào, không có oxy thì rất là một loạt các chế độ trong cá nhé. Vậy thì chúng ta gì phải giữ cho lá phổi khỏe mạnh, làm sao khi trong nhà phải đi ra đường phải đeo khẩu trang và sống cái nơi phải không khí trong lành. Và cái thứ tư tức là người ta được kiềm hóa cơ thể. Cơ thể con người thì luôn luôn có xu hướng axit hóa do gì? Do cuộc sống ăn uống hàng ngày, do stress, cho căng thẳng, cho tâm lý, bộ phận hàng ngày đấy, vi khuẩn virus đấy, thì nó làm cho cơ thể luôn có bị axit hóa. Thì khi đấy nó rồi thì kiềm hóa rồi thì nó sao rất dễ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là gì, làm cho các bệnh như là các bệnh có tính như là bệnh về tim mạch này, bệnh về loãng xương này, bệnh mỡ máu này, tiểu đường vân vân. Vậy thì chúng ta phải làm sao khi đó thì cơ thể lại lấy một cái lượng nguyên tố, lượng gì, ví dụ như là magie, canxi, clo, canxi nó đi thì nó để trung hòa hết đó, cơ thể lại thiếu lại. Vậy thì chúng ta phải bù đắp vào bên ngoài vào bằng cách gì? Ăn tăng cường rau xanh quả chín, đặc biệt là họ cải, ví dụ như là các loại rau cải, rau xanh, các loại rau xanh đấy nhé. Và tốt nhất ăn dưới dạng mà người ta gọi là salad. Nhưng nếu như các bác mà lớn tuổi salad thì có bộ răng tốt, thì tốt nhất là ăn dưới dạng xay sinh tố. Để sinh tố là sao? Để cung cấp được đầy đủ vitamin, muối khoáng và cả chất xơ nữa, rất là có. Ví dụ như thì tốt nhất là xay, ví dụ có rau công thức là xay về cái cần tây này, với lại ví dụ như là dưa chuột này, bí xanh này, củ cải tím này, củ cải trắng này, táo, rồi lê vân vân, thì nó rất là tốt. Vì mỗi một ngày mà ăn một bữa một cốc khoảng là 100 ml, không cần nhiều đâu, thì đã cung cấp đầy đủ như vậy rồi. Và cái tiếp theo tức là chúng ta phải làm ra thoải độc cơ thể. Cơ thể chúng ta luôn luôn bị thân nhiễm độc do bản thân chúng ta ăn uống hàng ngày vào, và đặc biệt gì, quá trình chuyển hóa trong cơ thể sinh ra các gốc tự do. Nếu như chức năng gan thận mà nó giảm thì nó lại tích lại đấy, nó gây ra độc. Chính cái gốc đó nó có lại gây ra độc. Chúng ta phải thải độc ngay. Thải độc cái thứ nhất thì chúng ta thực hiện 4 cái sinh lực tố, ví dụ như là ăn uống khoa học lành mạnh này, thải độc kiểm soát cơ thể thải độc rồi, và đặc biệt hạn chế tiếp xúc với lại chất độc, ví dụ đồ đồ có thể đã độc rồi, và tăng cường các loại ăn rau xanh của đấy. Và cuối cùng tức là cái thái độ. Tất nhiên khi mỗi chúng ta có bệnh thì lo, nhưng cũng không nên lo lắng quá, bình tĩnh lại và ta có là suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Chúng ta cứ từ từ thì có thể bệnh nó sẽ không nên lo lắng quá, làm sao là giải quyết tình huống nó không linh hoạt thì bệnh nó lại ngừng. Thì đấy là cái vấn đề đấy. Ngoài ra chúng ta vẫn cần phải tập một cái môn thể thao đó cho phù hợp với lứa tuổi. Thì nếu như chúng ta làm tốt nữa thì thuốc men đầy đủ đúng liều lượng này, ăn uống khoa học lành mạnh này, tập hàng ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được bệnh và gì sống vui, sống khỏe, sống thọ với bệnh gút nói riêng và các bệnh mãn tính khác nói chung. Đấy.
Vâng ạ, như vậy là để bệnh nhân gút sống khỏe mạnh và sống thọ với bệnh gút thì việc áp dụng 6 sinh lực của cuộc sống cùng với việc sử dụng thảo dược sẽ mang lại hiệu quả cũng như là sự an toàn cho bệnh nhân. Và với những cái loại thảo dược mà bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có trong sản phẩm Bonigood của Mỹ mà bệnh nhân nên tham khảo sử dụng ạ. Bonigood là sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Bonigood là sản phẩm mà có công thức rất là toàn diện, bao gồm nhóm thảo dược giảm đau, chống viêm như là gừng này, tầm ma, kim sa, húng tây, bạc hà, nhóm thảo dược hạ axit uric máu, ngăn cơn đau gút cấp tái phát, co nhỏ hạt tốt phi như là quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử, bách xù. Đặc biệt là Bonigood là sản phẩm duy nhất trên thị trường giúp hạ axit uric trong máu theo cả 3 cơ chế vô cùng toàn diện, đó là ức chế hình thành axit uric lợi tiểu để tăng đào thải axit uric, trung hòa axit uric. Nhờ vậy mà Bonigood mang tới hiệu quả như sau ạ. Giúp giảm đau, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp sau 1 tháng sử dụng. Giúp hạ axit uric trong máu sau 3 tháng. Co nhỏ hạt tốt phi. Phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như là suy giảm sinh lý, tàn phế, sỏi thận, suy thận. Giúp người bệnh ăn uống thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gút. Bonigood thì được sản xuất bởi công nghệ microfreezer, đây là công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới tại nhà máy J&E International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới ạ. Và đặc biệt là trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay ạ, 100 khách hàng đầu tiên mà gọi tới số điện thoại miễn cước là 1800 1044 sẽ được tặng ngay một hộp Bonigood 30 viên khi mua 3 hộp Bonigood 60 viên. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 1044 để đặt mua sản phẩm Bonigood. Số điện thoại này thì chúng tôi sẽ thường xuyên hiển thị trên màn hình để quý vị có thể theo dõi. Còn đối với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có những thắc mắc băn khoăn liên quan đến chủ đề của chương trình, hoặc là thấy người thân của mình, bản thân chúng ta chẳng hạn đang có những cái triệu chứng mắc bệnh gút hoặc là đang mắc bệnh gút rồi mà muốn cải thiện thì có thể gọi tới số điện thoại tư vấn của chúng tôi 1900 3365. Xin được nhắc lại tổng đài 1900 3365 sẽ là chiếc cầu nối giữa quý vị với chuyên gia của chương trình ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số câu hỏi mà các quý vị khán giả đã gửi về tổng đài 1900 3365. Vâng, thưa bác sĩ, chúng tôi nhận được câu hỏi của anh Hoàng Văn Phú ạ, ở Hà Nội. Câu hỏi như sau ạ. Chào bác sĩ, tôi năm nay 45 tuổi, bị gút đã 4 năm rồi. Tôi biết là phải kiêng khem, nhưng mà tôi còn công việc, nhiều mối quan hệ làm ăn nên không thể kiêng khem tuyệt đối. Rượu bia thì vẫn phải uống ạ, thịt cá thì vẫn phải ăn. Đợt nào lễ Tết thì có khi 1 tháng đau 1 lần, đợt nào kiêng được thì vài 3 tháng lại đau 1 lần. Tôi uống thuốc giảm đau thì bị tiêu chảy, đau dạ dày, nhưng mà được cái là giảm đau nhanh lắm, nên là có khi chỉ thấy ngón chân hơi nhức và cứng là tôi uống chặn trước luôn. Đợt gần đây tôi thấy sinh lý của mình đi xuống, giảm ham muốn này, mà khả năng thì cũng kém đi. Tôi khá băn khoăn về vấn đề này, không rõ là nó có cái mối liên quan gì tới bệnh gút không và cần phải chữa như thế nào. Vâng, xin mời bác sĩ. Vâng, cảm ơn anh Phú gọi chương trình. Anh năm nay 45 tuổi mà bị 4 năm nay rồi thì tức là bị rất là sớm. 4 năm này đau này, cái axit uric tăng thì chắc là thời gian nó phải trước nữa, thậm chí phải trên dưới 4 tuổi đã tăng axit uric máu rồi. Thế thì về cái bệnh gút, đây là một cái bệnh mãn tính do rối loạn chuyển hóa cái nhân purin và làm cho tăng axit uric máu. Hay cái nào là bệnh gút là một cái bệnh do tăng cái protein gọi là ngoại sinh, tức là từ ngoài ăn uống vào. Cho nên cái chế độ ăn uống cho cái người bệnh gút này nó rất quan trọng. Thuốc không, như tôi nói rồi, là đúng nhưng mà không đủ. Đấy là cái thứ nhất. Thế thì vậy thì cái công việc của anh hàng ngày bây giờ anh không kiêng được thì bây giờ chữa nó rất là khó. Đấy gọi. Cho nên điều đầu tiên ý, như ông cụ ông nói là muốn cho ngũ tạng được yên, bớt ăn vài miếng những thèm bữa nào thì nói gì, cái ăn uống rất quan trọng đối với cơ thể nói chung và cái bệnh gút để nói riêng rất quan trọng. Cái thứ hai là bây giờ anh bảo không, cái thứ hai là bây giờ đã uống thuốc tiêu chảy thì đây là một trường hợp rất điển hình của dùng thuốc tây tác dụng phụ tiêu chảy. Vì tiêu chảy cho nên chắc chắn anh sẽ bỏ thuốc, không uống nữa, không thuốc thì bệnh nó sẽ là nặng lên này. Thì đấy là cái hạn chế của dùng thuốc tây như vậy. Thế thì trong trường hợp hôm nay thì có thể cái sản phẩm này giới thiệu đây có thể là một cái lựa chọn tốt cho anh. Tại sao? Đây là sản phẩm hoàn toàn 100% từ thảo dược mà đã được nhập khẩu nguyên lọ của Mỹ, được sản xuất trên dây thì gọi là siêu nano, tức là kích thước phân tử thuốc cái nó dưới 70 nanomet và đặc biệt đã được nhập khẩu về Việt Nam, được các cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành, thì chúng ta có thể yên tâm về mặt sử dụng. Thuốc này thì nó chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là gì? Các thảo dược có tác dụng giảm đau, cái đau thì những khó chịu nhất của người bệnh. Tức là dùng có gừng này, cây tầm ma này, bạc hà và cái lá húng tây. Tôi nói kỹ phần trên rồi.
Cái nhóm thứ hai tức là giải quyết gốc của vấn đề là gì? Đây là làm giảm nồng độ axit uric trong máu để giảm ngăn chặn thành bệnh và cản thành cái biến chứng. Thứ nhất là gì? Các thuốc mà có tác dụng là gì? Nó làm ức chế cái enzyme xanthin oxidase để nó giảm tổng hợp axit uric tại cái tế bào gan, thì gồm như quả anh đào đen và cái hạt nhãn. Cái nhóm thứ hai tức là gì? Làm thảo dược có tính kiềm để nó trung hòa axit uric cho nó làm giảm lượng axit uric trong máu xuống. Thì đây người ta dùng cái hạt cây cần tây. Và cái nhóm thảo dược thứ ba tức là dùng cái thực có tác dụng lợi tiểu để nó tăng cường đào thải axit uric qua ra đường nước tiểu. Thì gồm cái gì? Gồm có trạch tá này, bông mã đề này, nghiêu bằng tử, bách xù này. Thì cái hay của lợi tiểu là gì? Khi lợi tiểu được rồi thì nó lại làm cho tránh lắng động các tinh thể mô thiết ở cái màng lọc của thận ấy, thì ngăn chặn biến chứng sớm nhất là viêm của thận, xoài thận và cuối cùng là suy thận. Thì có thể nói là một mũi tên trúng hai mục đích ở chỗ này. Thì đấy là cái thứ nhất. Thì khi mà dùng tất cả các thảo dược này trong một thành phần sản phẩm, cái đạo lý của sản phẩm đấy, thì làm sao khi dùng ấy thì 2-3 tuần đầu thì cái đau nó sẽ giảm dần đi và hạn chế cái cơn đau tái phát. Thế nếu như dùng cái khoảng đầu sau khoảng 2-3 tháng thì nó sẽ làm hạ axit uric máu xuống, thậm chí nhiều người chúng tôi chữa là nó về dưới cho phép bình thường. Thế khi giảm rồi thì đương nhiên cái muối urat nó sẽ giảm, thì nó lại giảm hạt cái lắng động tạo cả tô phi đấy, người ta gọi là con nhỏ tô phi nước đấy. Thế khi mà axit uric máu giảm rồi thì đương nhiên là hết viêm mà nó sẽ giảm đau, thì người bệnh sẽ không hoặc là dùng ít thuốc giảm đau nữa, thì nó lại hạn chế các biến chứng của các thuốc tây. Ví dụ như là như nói là cái chữa hay gặp nhất đây là gì, là cái tiêu chảy rồi buồn đau vân vân dạ dày vân vân, đấy là cái nhất. Và cái cuối cùng là gì, các triệu chứng giảm rồi, axit uric máu rồi, người ta gọi là khống chế bệnh rồi, thì lúc này người bệnh sẽ được nới cái chế độ ăn ra, ăn uống nó sẽ được rộng phong phú hơn, không phải kiêng khem quá mức nữa, thì thấy người ta yêu đời hơn. Thế nhưng thứ là đây là một cái bệnh mãn tính, cho nên chế độ ăn rất quan trọng, anh phải chỉnh chế độ ăn. Như tôi đã nói rồi, cần phải giải quyết 6 cái nguồn sinh lực, tôi đã nói rất kỹ. Cái ý thứ hai của anh nói là yếu sinh lý, giảm chức năng sinh lý. Thế này, cái tuổi 45 này thì bây giờ nếu mà nói về giảm thì đây nhé, có thể nhé, cũng liên quan đến bệnh gút. Tại sao? Gút này nó làm cho cái chức năng của thận nó giảm. Theo học cổ truyền thì còn thận tàng tinh. Cái tinh ở đây nó là vừa là tinh sinh thực và cái tinh để sinh cho nòi giống, hai cái tinh đó. Thì tinh ạ, nếu mà khi mà nó bệnh thận giảm, chức năng giảm thì cái tinh nó giảm, thì chức năng sinh lý nó cũng giảm. Và cái điều thứ hai là năm anh 45 tuổi rồi thì các hormone sinh dục testosterone bắt đầu giảm rồi, lại kết hợp với bệnh nhân nữa thì hai lần giảm nữa, thì có lẽ đấy là nguyên nhân chính mà dẫn đến chức năng sinh lý giảm. Thì nếu như anh thực hiện tốt chữa được ổn định bệnh gút mà thiếu là 20 năm, thì cái này nó sẽ được cải thiện, thì chức năng giảm. Vâng, nếu anh thực hiện tốt thì chúc anh sẽ có một sức khỏe tốt vậy ạ. Vâng, vậy là cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta sẽ phải kiểm soát chặt chẽ đầu vào. Nếu mà chúng ta đang muốn là để giải quyết cái căn bệnh này cũng như là để cải thiện, mà anh vẫn chia sẻ là hằng vẫn phải uống rượu bia này rồi thịt cá phải ăn không kiểm soát như vậy thì có lẽ là rất là khó đúng không ạ? Kể cả chúng ta có uống thuốc Tây y, Đông y hay là có cái phương pháp nào đi chăng nữa cũng rất là khó. Vì vậy rất là mong là anh Hoàng Văn Phú khi nghe những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay thì cũng sẽ chúng ta sẽ cần phải kiểm soát lại việc thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, cũng như là có thể tập thêm những môn thể dục thể thao và có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Bonigood trong chương trình ngày hôm nay anh nhé. Vâng, xin được cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chương trình. Và lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của một vị khán giả đã gọi về tổng đài 1900 3365. Vâng, đó chính là anh Đạt ạ, 40 tuổi ở Thanh Hóa. Chương trình xin chào anh Đạt ạ. Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ. Vâng, xin mời anh Đạt sẽ cùng trò chuyện đặt câu hỏi để bác sĩ tư vấn giúp anh ạ. Dạ vâng. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào Đạt ạ. Vâng. Thưa bác sĩ, là cái thời gian vừa rồi đấy thì tôi có đi khám sức khỏe định kỳ ấy. Thì bác sĩ có bảo là axit uric của tôi đang ở cái mức cao là 480, trong khi thì bác sĩ cũng bảo là cái mức bình thường chỉ là 420 thôi. Vậy thì mà trong khi đó thì tôi cũng chưa bị cái bệnh hút bao giờ. Vậy thì và bác sĩ cũng dặn là về là hạn chế uống rượu bia, rồi là ăn các cái thịt loại thịt đỏ, nội tạng động vật cá biển ấy. Và bảo là nếu như mà không kiêng ấy thì có khi là về là bệnh lại tiến triển thành bệnh gút và rất là nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ cho tôi hỏi thì trong cái tình huống của tôi đấy thì tôi có dùng được cái sản phẩm mà chương trình đang nói là cái Bonigood không ạ? Ừ, rồi cảm ơn Đạt nhé. Không biết Đạt làm cái nghề gì mà có còn liên quan đến là chỉ ăn uống thế này, những cái axit uric ấy. Thế này 480 tức là tăng rồi. Tăng axit uric trong máu, bây giờ đoán là tăng trên máu nhưng chưa thành bệnh gút. Thế nhưng cái chỉ số trong cho phép là 416,5 micromol trên lít, thì đây nó tăng rồi. Thì đây có là dùng cái thời gì, đây là cái đêm hôm trước của bệnh gút, thì đây là thời điểm vàng để mình chữa bệnh không cho chuyển thành bệnh gút. Thì đấy là cái câu đầu tiên như vậy. Thế thì cái này
Mục đích là gì? Phải ta phải hạ chiết túi máu về giới hạn cho phép. Thì đấy là cái mục tiêu điều trị của mình là như vậy, để ngăn chặn thành bệnh. Thế thì cái chương trình mà giới thiệu sản phẩm gọi là sản phẩm này hoàn toàn từ tháo dược ấy, mà tốt cho các bệnh xương gút ấy, thì có lẽ đây là một lựa chọn rất tốt cho em. Để như vậy, tại sao? Thứ nhất là nó an toàn lành tính mà lại không gây tác dụng phụ, mà giải quyết được tận gốc theo cái axit hyaluronic theo đúng ba cơ chế là gì? Tức là giảm ở cái tập hồi các giảm tổng hợp là gì? Dùng các việc có ức chế cái enzyme xanthin oxidase để giảm tổng hợp oxit gan, tức là nên dùng cái quả anh đào đen và cái hạt nhãn. Cái nhóm thảo dược thứ hai tức là gì? Nó trung hòa axit hyaluronic trong máu rồi để cho nồng độ nó giảm xuống, thế nên người ta dùng cái hạt cần tây. Và cái nhóm thứ ba tức là gì? Tăng cường đào thải axit uric trong máu qua đường thận, thì người ta dùng cái gì? Dùng cái trạch tả này, bông mã đề này, nhu bằng tử này, cái bách xù này. Thì cái hay của cái lợi điểm là gì? Cái axit uric trong máu, axit uric là một axit rất là yếu, nó rất dễ bị chuyển hóa thành các tinh thể muối urat, thì nó mới lắng động ở cái màng lọc của cầu thận ấy, màng siêu lọc ấy. Thì cái điều đầu tiên là suy giảm chức năng thận, sau đó đến sỏi thận, và cuối cùng đó là suy thận. Thì khi mà mình đường tiểu thông thoáng rồi thì nó sẽ ngăn chặn quá trình lắng đọng màng thận, thì ngăn chặn các bệnh thận từ đó mà nó thôi. Thì đó là một mũi tên trúng hai mục đích, thì đấy là cái hay của cái này, cái sản phẩm mới này. Thế nhưng đây nếu mà để tăng huyết áp gút, nó là một cái bệnh mãn tính mà, thì nó liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống, đặc biệt như là của em đi khám bác sĩ nói rất là đúng chuẩn xác rồi, ăn các loại thịt màu đỏ kiêng kèm rất quan trọng. Cho nên cách đây khoảng 300 năm ấy, cụ Lã Lùng có nói một câu này, muốn cho ngũ tạng được yên nhé, bớt ăn vài miếng nhịn thèm hơn đau, thì áp bệnh nhân gút này thì nó rất là đúng. Cho nên ăn làm sao rất quan trọng là gì, ăn phải đủ rất dinh dưỡng nhưng lại không bị bệnh gút, tức là gì, đấy là cái vấn đề mà chúng ta phải cần phải kiêng, phải có quyết tâm mới làm được. Thì đấy là cái ăn uống. Thế hai là ăn uống mà khai là phải tập một cái môn thể dục nào đó, chứ không thì không được tập gì, mình tham môn gì cho nó phù hợp với mình, công việc và thời gian, ví dụ như là có thể đi bộ này, đạp xe này, tập bơi này, vân vân, có thể chạy bộ được. Thì đấy là cái rất quan trọng. Thì nếu như mà em thực hiện tốt thì để thuốc men đầy đủ này, và thực hiện tốt 6 nguồn sinh lực mà tôi nói ở trên này, và kết hợp thuộc này, thì chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được bệnh và giảm mất máu mà không cho bệnh gút tái phát. Vâng, chúc em cũng có một sức khỏe tốt nữa. Vâng, với trường hợp của anh Đạt 40 tuổi ở Thanh Hóa thì bác sĩ cũng đã tư vấn rất là kỹ cho anh rồi. Anh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm ngày hôm nay chương trình đang nói tới, đó chính là Bonigood. Đây là một sản phẩm rất an toàn nên có thể sử dụng lâu dài ạ, mà không lo tác dụng phụ đâu ạ. Bonigood thì được sản xuất bởi công nghệ microfreezer. Đây là công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới tại nhà máy JNE International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới. Và đặc biệt là trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay ạ, 100 khách hàng đầu tiên mà gọi tới số điện thoại miễn cước là 1800 1044 sẽ được tặng ngay một hộp Bonigood 30 viên khi mua 3 hộp Bonigood 60 viên. Ở đằng nào thì chúng ta cũng phải sử dụng trong một khoảng thời gian dài, bởi vì đây là một sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược. Chúng ta cũng không nên nóng vội, phải cần sự kiên trì, nhẫn nại để có thể thấy được tác dụng của sản phẩm này. Nên là với trường hợp của anh Đạt có thể gọi tới tổng đài 1800 1044 để trở thành khách hàng may mắn anh nhé. Còn đối với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, nếu như có những thắc mắc băn khoăn liên quan đến chủ đề của chương trình, hãy gọi tới số điện thoại 1900 3365 quý vị nhé. Bây giờ quý vị đừng vội rời khỏi màn hình ạ, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Bệnh gút gây đau đớn, đi lại khó khăn, hình thành hạt tô phi, sỏi thận, suy thận. Bonigood giúp lợi tiểu, tăng cường đào thải axit uric ra ngoài cơ thể, hạ axit uric máu, giảm nhanh triệu chứng bệnh gút. Bonigood, không còn nỗi lo bệnh gút. Sản phẩm của Mỹ. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội tv.vn.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sức khỏe được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam, trên trang web quốc hội.tv.vn và trên fanpage tư vấn trực tiếp. Ngày hôm nay chương trình của chúng ta có chủ đề là bệnh gút nên điều trị bằng đông y hay tây y, cùng với sự tư vấn của chuyên gia đó chính là tiến sĩ bác sĩ Dương Quang Hiến, nguyên giảng viên bộ môn khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 103. Đồng hành với chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của nhãn hàng Bodywood của Mỹ. Như lúc nãy thì Thu Hoàng cũng đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình rồi. Đây là một sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Bodywood là sản phẩm có công thức rất toàn diện, bao gồm nhóm thảo dược giảm đau, chống viêm như là gừng này, tầm ma này, kim sa, húng tây, bạc hà. Nhóm thảo dược hạ axit uric máu, ngăn cơn đau gút cấp tái phát, co nhỏ hạt toffee như là quả anh đào đen này, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử và bách xù. Và đặc biệt là Bodygood là sản phẩm duy nhất trên thị trường giúp hạ axit uric trong máu theo cả 3 cơ chế vô cùng toàn diện. Đó là ức chế hình thành axit uric, lợi tiểu để tăng đào thải axit uric và trung hòa axit uric. Nhờ vậy mà Bodygood mang tới hiệu quả như sau ạ. Giúp giảm đau này, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp sau 1 tháng sử dụng, giúp hạ axit uric trong máu, co nhỏ hạt toffee, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như là suy giảm sinh lý, tàn phế, sỏi thận, suy thận, cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gút. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước, đó là 1800 1044, sẽ được tặng ngay một hộp Bodygood 30 viên khi mà mua 3 hộp Bodygood 60 viên ạ. Đối với các quý vị khán giả đang có, nếu mà mình đang thấy người thân này hoặc là bản thân chúng ta đang mắc bệnh gút rồi thì có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Bodygood mà chương trình ngày hôm nay đang nói tới, cũng như là gọi tới tổng đài 1800 1044 để nhận được ưu đãi quý vị nhé. Và đến với tổng đài 1900 3365 thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của anh Hoài ạ, 48 tuổi ở Long An. Chương trình xin chào anh Hoài ạ. Rồi. Vâng, xin mời anh Hoài sẽ cùng trò chuyện trực tiếp với bác sĩ ạ. Rồi. Vâng, anh Hoài đang có cần bác sĩ tư vấn điều gì ạ? Mình bị bệnh gút lâu lắm mà đều nó học tập theo bác cá với xỉu tay đó. Có gì anh cứ xỉu anh tả cho kỹ, bệnh anh đau từ bao giờ, bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ chắc lâu rồi bác sĩ, chắc cũng hơn chục rồi đó. Hơn chục năm. Thế thì hiện tại có đau không ạ? Hiện tại thì nó không đau mà nó nổi cục, có lắm lúc nó ăn trúng đồ nó cũng đau, mình mua tây y mình uống. Thế anh gần đây có đi khám có xét nghiệm axit uric máu không ạ? Có, lần trước khám đâu lên mấy trăm nữa mà lâu lắm em không có khám, em nghĩ là bệnh đó, chỉ uống thuốc thôi chứ còn bệnh là chắc rồi. Xin lỗi là Hoài làm nghề gì đấy? Em làm năm thôi. Rồi thế này nhá. Tức là 48 tuổi mà bệnh trên chục năm thì cái này bây giờ phải chữa em, không để nó lâu thì nó bao giờ biến chứng của bệnh gút thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất là chức năng về gan, về thận, suy gan, suy thận rất là phức tạp. Cái thứ hai là bệnh về khớp ấy, dẫn cái cuối cùng người là nó gọi là teo cơ cứng khớp và biến thành khớp không đi lại được, đặc biệt là chân ấy. Cho nên vừa nói là có cái cục nổi chân nên đấy chính là cái cục toffee đấy. Nên là do nó lắng động axit uric máu, đặc biệt ở cái ngón chân số 1, ngón chân cái đấy, khớp cổ chân, ở cổ tay, khuỷu tay, đầu gối nó lắng thì làm sao nó rất khó khăn cho cái vấn đề vận động. Mà năm nay mới có 48 tuổi thôi thì cái này phải chữa đẹp mà. Nhưng nếu mà vẫn còn đau này thì có chữa rồi, nhưng chữa chưa được. Thì cái gốc vấn đề là gì? Làm thế nào thuốc gì thì thuốc phải được hạ axit uric máu xuống mà nó an toàn. Đấy là cái gốc của vấn đề. Chứ nếu như không đưa được axit uric máu về bình thường, tức là dưới 416,5 mg/L, thì bệnh nó bắt đau bất kỳ lúc nào. Mà đau âm ỉ thì nó làm cho một loạt cái biến chứng như tôi đã vừa nói ở trên. Thì đấy là cái. Vậy thì cái chương trình hôm nay giới thiệu cái sản phẩm này nhé, có lẽ đây là một cái lựa chọn tốt cho Hoài. Tại sao? Vì đây nó là thảo dược này là nhập khẩu hoàn toàn nguyên lọ của Mỹ, sản phẩm này đấy, và đã được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp phép lưu hành. Thì cái sản phẩm này nó chia làm hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là gì? Dùng thuốc rắn của giảm đau thì gồm có gừng này, tầm ma này, bạc hà này, cả long tây. Đau là cái triệu chứng khó chịu nhất của Hoài bây giờ. Thế đây nữa. Thế nhưng bác sĩ thì lại không những chỉ công đoạn nó đau mà quan tâm cái gì, làm sao phải hạ axit uric máu nữa. Thì đấy là gốc của vấn đề. Thì trong cái sản phẩm này
thì cần thiết có ba cái loại thảo dược giảm axit máu theo đúng ba cơ chế. Thứ nhất là gì? Dùng các thảo dược làm giảm tổng lượng axit uric tại gan, tế bào gan. Thế nên gì? Dùng cái gì? Nó bằng cách gì? Ức chế enzyme xanthin oxidase để nó hạ axit uric máu thì bắt thường nguồn đấy. Thì dùng cái hạt quả anh đào đen và cái hạt nhãn. Cái nhóm thứ hai tức là gì? Dùng thảo dược có tính kiềm để nó trung hòa axit đấy, để nó giảm lượng axit uric máu lắm. Và cái nhóm thảo dược thứ ba là gì? Dùng các thảo dược có tác dụng lợi tiểu qua đường nước để tăng đào thải axit uric trong máu qua đường nước tiểu, gồm có gì? Như trạch tả, bông mã đề, như bằng từ và cái bách sủng thì đấy. Thế khi mà lào lợi tiểu đường tiểu thì nó làm cho đường tiểu nó thông thoáng nha, đặc biệt ở cái màng lọc của cầu thận ấy, hay là cái bao bao man ấy, thì nó tránh lắng động cái axit, cái tinh thể muriat ấy, thì nó ngăn ngừa được gì? Cái sớm nhất tức là cái viêm cầu thận, rồi đến sỏi thận và cuối cùng là cái suy thận. Thì tôi nói là nếu dùng lợi tiểu là một mũi tên trúng hai mục đích, vừa hạ axit uric máu lại vừa ngăn chặn các biến chứng của cái tăng axit uric máu đối với là cái bệnh thận này. Thì đấy là cái thứ nhất. Thế khi mà mình dùng các thành phần này trong kết hợp thành phần hợp lý thì khi dùng nó thì sau khoảng 2-3 tuần đầu ấy, thì tùy theo từng cụ thể một ấy, người từng cụ thể đấy, thì mình nói cái độ hấp thu của thuốc ấy, thì nó làm giảm các cái cơn đau và thưa dần các đợt gút cốc. Thì nó dùng khoảng sau 3 tháng thì nó sẽ làm giảm độ axit uric máu, mà rất nhiều người dùng ấy, thì nó đưa axit máu về giới hạn cho phép. Thì khi axit uric máu về giới hạn cho phép rồi thì nó sao? Nó lại làm giảm cái muối tinh thể muriat ấy, thì đương nhiên nó làm nó co nhỏ cái cục cartophil lại, làm nó lại. Và khi mà nó giảm rồi, axit uric máu giảm rồi thì sẽ giảm hoặc là hết đau nữa. Thì đồng nghĩa với việc người ta cũng không cần hoặc là dùng rất ít thuốc giảm đau thôi. Thế loại ngăn ngừa được các biến chứng của các thuốc tê giảm đau cho nên trên các cơ quan như là suy giảm chức năng sinh lý này, trên cơ quan trên đường tiêu hóa này, trên xương khớp vân vân đấy. Và khi bệnh cải thiện được rồi thì nó giúp cho mình nới cái chế độ ăn, để ăn không kiêng không có mức nữa, thì thấy cuộc sống nó sẽ ăn uống ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn, để thấy cuộc sống là quan điểm đời hơn. Thế nhưng đây nó là cái bệnh mãn tính, nếu như không chữa hoặc chữa không đúng thì bệnh nó sẽ ngày một nặng lên theo tuổi, và cái đích cuối cùng nó là gây ra một cái tàn phế suy chức năng gan do thận, thì rất là phức tạp. Cho nên chúng ta rất cần phải có giải pháp điều trị toàn diện. Toàn diện là gì? Thuốc là đúng nhưng mà chưa đủ, phải cần có một chế độ sinh hoạt khoa học lành mạnh, kết hợp với các nhà khoa học đã đưa ra gọi là 6 cái nguồn sinh lực mà tôi vừa nói trên ý. Trong đó thì quan trọng nhất tức là chế độ ăn dinh dưỡng rất quan trọng, đặc biệt cái bệnh gút như này. Cho nên chúng ta phải hạn chế các thịt có màu đỏ, ví dụ như thịt bê, thịt dê, thịt thú rừng, và cái hải sản như tôm này, cua này, hàu này, và phụ động vật như là lòng này, tim gan phổi của lợn đặc biệt này. Và hạn chế bia rượu và ăn gần tăng cường rau xanh quả vớt, và không quên nhé, phải tập một cái môn thể dục nào đó cho nó phù hợp với theo tuổi, theo điều kiện được biết, nhưng phải làm hàng ngày, mỗi ngày ít nhất phải 30 phút làm gì. Nhưng nếu như thực hiện tốt thuốc men đầy đủ đúng liều lượng này, ăn uống khoa học lành mạnh này, tập điều hàng ngày, thì chúng ta hoàn toàn tuổi này thì sẽ khống chế được bệnh gút và vấn đề sống vui, sống khỏe và sống thọ với cái bệnh gút này. Vâng, chúc em nếu kiên trì thì có sức khỏe tốt. Vâng, vậy là với câu hỏi mà của vị khán giả vừa rồi thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý một vài những cái điều mà bác sĩ vừa nói, đó chính là về chế độ ăn này cũng như là chế độ luyện tập. Và có thể thấy được là với những cái người bị bệnh gút thì cần rất là để ý đến cái chỉ số axit uric, và cái sản phẩm ngày hôm nay chương trình đang nói tới đó chính là BoniGood thì sẽ giúp đưa chỉ số axit uric về an toàn. Đây là một sản phẩm duy nhất trên thị trường mà giúp hạ axit uric theo cả ba cơ chế, đó là giảm hình thành axit uric nhờ quả anh đào đen, hạt nhãn, trung hòa axit uric nhờ hạt cần tây này, lợi tiểu, tăng đào thải axit uric thì nhờ trạch tả, mã đề, bách sù, ngưu bàng tử. Khi mà sử dụng BoniGood thì trường hợp vừa rồi của anh Hoài 48 tuổi thì có thể lưu ý đó chính là mình sẽ sử dụng kết hợp trong một khoảng thời gian, đặc biệt là phải khoảng một thời gian từ 3 cho đến 6 tháng thì mới thấy cải thiện. Rất là nhiều khán giả thì khi mà sử dụng mới chỉ sử dụng được 1-2 tháng đúng không? Vâng ạ. Hoặc là nhiều khi là sử dụng đến 1 tháng rồi xong bảo tôi vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Nhưng mà bởi vì đây là sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên nên là bác sĩ cũng đã tư vấn ngay từ đầu rồi, đó là chúng ta sẽ cần phải có một cái sự kiên trì, nhẫn nại và sẽ thấy được cái tác dụng mà sản phẩm mang lại. Khi mà những cái sản phẩm từ hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên thì điều mà chúng ta thích nhất đó sẽ là không có tác dụng phụ, không có những cái tác dụng như là gây cho chúng ta bị dạ dày này hay là bị suy giảm sinh lý ạ. Vâng. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ sẽ cùng đến với một câu hỏi của một vị khán giả cũng đã gửi về tổng đài 1900
3365. Và trước khi đến với câu hỏi của các vị khán giả gửi tới tổng đài 1900 3365 thì xin phép bác sĩ sẽ tư vấn cho một vị khán giả cũng đang chờ điện thoại rồi ạ. Đó chính là chú Thanh ở Đà Nẵng, có 3 số điện thoại cuối là 972 ạ. Chương trình xin chào chú Thanh ạ. Alo, xin chào chương trình. Vâng, bây giờ là thời gian để chú Thanh sẽ cùng trò chuyện trực tiếp với bác sĩ ạ. Rồi, xin cảm ơn chương trình nha. Dạ. Có gì thì bác hỏi đi ạ. Báo cáo bác sĩ, tôi bị gút khoảng 3 năm nay rồi. Mà bữa nay là ăn đau mà hai đầu gối ăn đau. Như kiểu bị sụn xuống. Vâng. Đi nó khó. Vâng. Vâng, cứ đầu cái chân cái đầu gối là nó chịu được toàn bộ cơ thể mà vận động mà nên mà đau này thì đi khó lắm, cho nên là rất là khó chịu. Thứ hai là gần đây của anh có đi khám có thấy là làm xét nghiệm xét nghiệm máu gì không ạ? Hiện tại dùng thuốc gì ạ? Hiện nay là thuốc dùng thường xuyên chưa có, nhưng mà nó cứ đau là cứ phải uống cái thuốc giảm đau đã. Để cho nó bớt đấy mà. Vâng. Thế vâng, thế này nhé, cái bệnh gút ấy, thì nó có hai cái biểu hiện quan trọng nhất, tức là nó làm cho tăng cái nồng độ axit trong máu do rối loạn chuyển hóa cái nhân budin, tức là nguồn gốc chính nó tập trung từ cái nhân budin, nó có ở trong các loại thịt có màu đỏ, để tôi nói nghĩ gì rồi. Thế thì cái mục tiêu điều trị quan trọng số 1 của bệnh gút là gốc bệnh là gì, tức là làm giảm cái nồng độ axit trong máu về giới hạn cho phép, tức là dưới 416,5 micromol trên lít, thì đấy là mục tiêu điều trị. Thế khi nó giảm rồi thì đương nhiên nó sẽ không còn bệnh gút, nó không đau nữa, thì đấy là cái nhé. Thế còn cái đau là cái triệu chứng khó chịu nhất mà người bệnh cần phải giải quyết, thì đấy cái đau. Thứ hai là anh chữa như thế này thì đây mới dùng thuốc giảm đau thôi. Thế khi nào nó đau thì anh dùng thuốc giảm đau, thì đây là gọi là chữa triệu chứng hay là chữa phần ngọn của vấn đề và chưa giải quyết gốc vấn đề là gì, là axit uric trong máu. Thế thì cái chương trình mình giới thiệu cái sản phẩm gọi là nên nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, của Mỹ về Việt Nam, nhập khẩu nguyên lọ đấy, và được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cho phép sử dụng cái này thì hoàn toàn sẽ yên tâm sử dụng. Có lẽ đây là một cái lựa chọn tốt cho anh. Thế thì cái sản phẩm này nó chia cho làm hai nhóm sản phẩm chính. Nhóm thứ nhất là có tác dụng giảm đau, thì đây là cái triệu khó chịu nhất đối với anh ở đây, tức là gì, gồm có gừng này, tầm ma này, bạc hà này và lá húng tây giảm đau. Cái nhóm thứ hai là gì, quan trọng là giải quyết tận gốc của vấn đề gút, ta là làm giảm axit uric trong máu theo đúng ba cơ chế của bệnh. Thứ nhất là gì, nó ức chế cái enzyme xanthin oxidase để nó giảm tổng hợp axit uric tại gan, dùng cái gì, cái quả anh đào đen và cái hạt nhãn này. Cái nhóm thứ hai là gì, nó làm dùng các thảo dược có tính kiềm để nó trung hòa axit uric không, để cho nó giảm axit máu, thì đây nó dùng cái hạt cần tây. Và cái nhóm thứ ba đấy là dùng cái gì, dùng các thuốc mà có tác dụng hạ được lợi tiểu đấy, để nó tăng cường đào thải axit của nó ra theo đường tiểu, thì dùng cái gì, trạch tá này, mã đề này, ngưu bằng tử này và cái bạch sùng, thì đấy. Thế nhưng mà cái hay của này là khi mà đường tiểu được lợi tiểu tăng lên đấy thì nó làm cho đường tiểu thông thoáng, thế loại này tránh lắng động các tinh thể mũi urat ấy ở cái màng lọc cầu thận ấy, cái gọi là bao man ấy, thì nó gây ra cái sớm nhất là gì, tức là viêm cầu thận, rồi đến suy thận và xói thận, và cuối cùng là cái suy thận, thì đấy biến chứng rất nguy hiểm. Thế khi bệnh thận rồi thì chữa nó rất là khó, đấy là cái. Cho nên người ta là một mũi tên trúng hai mục đích, vừa axit máu mà vừa ngăn ngừa các bệnh yếu của thận. Thế khi mà các sản phẩm này kết hợp nhau thêm hợp lý đấy, dùng vào đấy thì khoảng 2 đến 3 tuần đầu đấy, tùy theo người đấy, thì nó làm cho giảm cái triệu chứng đau và nó giảm cái tần suất mắc cái cơn gút cấp. Thế nên như tiếp tục dùng khoảng 2 đến 3 tháng thì nó làm cho giảm cái nồng độ axit uric trong máu. Và chúng tôi theo dõi thì thấy rất nhiều bệnh những người dùng cái này thì nó đưa về cái ngưỡng giới hạn cho phép, tức là dưới 416,5. Thế đấy. Thế khi mà nó giảm axit về ngưỡng an toàn rồi thì đương nhiên cái muối urat nó cũng sẽ giảm. Thì nó lại giảm lắng động các cơ quan, đặc biệt là ở cái cầu thận này đấy. Cho nên người ta không bị các khớp ấy, thì người ta gọi là giảm cái cục tô phi, nó là như vậy, cơ chế nó là như vậy. Thế khi mà nó giảm rồi thì đương nhiên là sẽ giảm hoặc hết đau. Thì bệnh nhân không cần dùng hoặc dùng rất ít thuốc giảm đau thôi, thì nó lại hạn chế các thuốc biến chứng của thuốc tây, là gì, ví dụ đến các cơ quan của đường tiêu hóa, ví dụ như viêm lở loét xuất huyết, cơ khớp, để tim mạch vân vân, chức năng gan, chức năng thận đấy, nên là cái đó. Và khi bệnh ổn định rồi thì chúng ta nới cái chế độ ăn, tức là không cần kiêng khem quá mức nữa, thì ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn, thì tinh thần thoải mái hơn, nhưng lại lạc quan điều đại hơn, thì đấy là cái bệnh. Thế nhưng đây nó là cái bệnh mãn tính do rối loạn chuyển hóa cái nhân budin tăng chết máu, nó là bệnh ấy. Nếu như không chữa hoặc chữa không đúng thì bệnh sẽ tăng dần theo tuổi, tức là gì, tuổi càng cao thì bệnh càng nặng và càng khó có chữa. Cho nên chúng ta rất cần có một giải pháp điều trị toàn diện, tức là gì, ngoài thuốc ra
chúng ta phải có một chế độ sinh hoạt khoa học lành mạnh, và các nhà khoa học của Mỹ cũng như Việt Nam ấy đã tổng kết thành 6 cái nguồn sinh lực. Thứ nhất là chế độ dinh dưỡng, như tôi đã rất kỹ vấn đề kia rồi. Thứ hai tức là bổ nước, thứ ba oxy, thứ tư là gì? Là cái làm kiềm hóa cơ thể. Thứ năm là cái thải độc bản chéo, là cái thái độ. Chúng ta gì? Suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Tất nhiên có bệnh thì lo, cũng không nên lo lắng quá. Lo lắng quá thì không giải quyết được vấn đề gì. Đấy là cái vấn đề như vậy. Và cái cuối cùng tức là anh phải cần phải có một chế độ tập luyện hàng ngày. Nếu mà anh 30 tuổi rồi thì tập gì? Một cái môn nào đó cho nó phù hợp với mình. Ví dụ đau quá thì ta có thể đạp xe tại nhà rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà đau thì không nên đi bộ, không nên chạy dài. Và có thể anh bơi rất là tốt. Tức là gì? Chọn cho mình một cái môn thể dục nào đó cho nó phù hợp với điều gì? Với điều kiện, về thời gian, về sức khỏe hàng ngày. Và mỗi một ngày làm phải khoảng 30 phút và làm đều hàng ngày. Nhưng nếu như anh thực hiện tốt một cái toàn diện giữa thuốc men đầy đủ đúng liều lượng, ăn uống khoa học lành mạnh và tập luyện hàng ngày thì hoàn toàn chúng ta có thể khống chế bệnh gút và chúng ta có sống vui, sống khỏe và sống thọ với cái bệnh gút này. Vâng, chúc anh có sức khỏe tốt rồi. Vâng, vậy là qua sự tư vấn của bác sĩ thì trường hợp của chú Thanh ở Đà Nẵng cũng đã biết được là mình cần phải làm gì rồi. Và chú có thể tham khảo sử dụng sản phẩm ngày hôm nay chương trình đang nói tới, đó chính là Bonigood. Và đặc biệt là trong thời lượng phát sóng của chương trình ạ, 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước là 1800 1044 sẽ được tặng ngay một hộp Bonigood 30 viên khi mua 3 hộp Bonigood 60 viên ạ. Vâng, và với các quý vị khán giả mà đang có những thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài là 1900 3365. Lúc này thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của một vị khán giả cũng đã gửi về tổng đài. Thưa bác sĩ, câu hỏi của bác Nhàn ạ, 60 tuổi ở Hà Nội. Câu hỏi như sau ạ: tôi bị bệnh gút từ năm 2018 đến nay. Trước thì 6 tháng mới bị đau một lần, sau đó thì 3 đến 4 tháng. Đến một năm nay thì hầu như tháng nào tôi cũng đau, cứ đau là tôi uống Cochisin. Đợt đầu uống thì có khi hôm trước hôm sau là hết rồi. Nhưng sau đó thì hình như là nhờn rồi, nên là phải uống liên tục 3 đến 4 hôm mới đỡ đau. Mỗi lần uống là tôi đều bị tiêu chảy nặng lắm. Cách đây 3 tháng thì tôi được người bạn mách cho sử dụng sản phẩm Bonigood mà chương trình đang nói tới. Tôi uống thì tháng đầu tiên vẫn đau. Tôi uống kèm Cochisin thì cơn đau qua nhanh lắm, người cũng chóng khỏe hơn. Tôi vẫn dùng đều đặn là tháng thứ 2 và tháng thứ 3 thì 2 tháng nay tôi không bị đau lại cơn gút cấp nào nữa. Tôi thấy ghi liệu trình sử dụng Bonigood là 3 tháng đến 6 tháng. Giờ tôi dùng được 3 tháng rồi, không đau nữa thì tôi đã ngừng được sản phẩm hay chưa? Vâng, xin mời bác sĩ. Cái câu hỏi này của bác này rất hay. Trước kia là xin chúc mừng bác Nhàn đã gì? Đã chọn cho mình được một cái phương pháp mà nó giải quyết được vấn đề của mình. Tức là gì? Đây là Bonigood là gì? Cái khó chịu nhất của mình nó là đau. Và bác đã dùng thuốc Tây rất nhiều lần rồi. Mà cái biến chứng là gì? Tức là biến chứng thứ nhất là gây ra đường tiêu hóa, là đau bụng. Cái thứ hai đó là gì? Biến chứng là gì? Đó là quen thuốc hay gọi là nhờn thuốc, tăng liều thuốc lên, kháng thuốc. Đấy là cái hay gặp nhất của các dùng thuốc Tây. Thì đấy đúng không? Thế cái thứ hai là cái cơ chế của cái sản phẩm này thì tôi nói rất kỹ phần trước này rồi. Nó tác dụng theo đúng 3 cơ chế của bệnh sinh, tức là giảm axit lipoic máu tại nguồn, dùng các là ức chế enzyme sang tiêu để tổng hợp vào gan, tức là dùng cái hạt quả anh đào đen và cái hạt nhãn. Cái thứ hai tức là trung hòa axit lipoic máu. Cái thứ ba là tăng cường lợi thiểu lên. Đấy là cái nhất. Và đặc biệt cái nhóm là giảm đau gồm có gì? Giảm đau, cái triệu chứng là gồm có gừng, tầm ma, thì bạc hà thì đúng không đây? Đấy là đúng cách, đây đúng là gì? Chấm cách toàn diện giữa triệu chứng và giải quyết nguyên gây ra bệnh. Rất là ghét, thì đấy toàn diện. Thế nhưng mà thưa bác, đây là cái sản phẩm bác hiện tại nó đã giải quyết nguyên rồi. Thế nhưng đây là sản phẩm, bệnh này nó là bệnh mãn tính mà. Nếu như mà chúng ta dùng thuốc như này, mà lại không dùng chế độ ăn uống khoa học lành mạnh, không kiêng khem ấy, thì bệnh nó tái phát bất kỳ lúc nào. Đây nó gọi là gút, bệnh phần lớn nó gọi là bệnh gút, gọi là nguyên nhân do ngoại lai mà. Thì rất cần có một cái chế độ sinh hoạt khoa học lành mạnh, tức là gì? Thực hiện 6 cái nguồn sinh lực mà tôi nói thường chương trình rồi. Cái thứ hai này, bây giờ bác không đau nữa rồi thì bác rất cần phải tập một cái môn thể thao đó, ví dụ như có thể là đi bộ này, là đi bơi này, hoặc đạp xe này, đấy là làm đều hàng ngày. Thì đấy là cái nhất. Và cái câu hỏi của bác là gì? Bây giờ bác đã dùng khoảng 3 tháng rồi, hết đau rồi, thì có thể bây giờ bác sẽ đi xét nghiệm lại axit lipoic máu. Phần trước không thấy bác là nói là gần đây có xét nghiệm axit lipoic máu không, mà sau đó thì trao đổi bác sĩ đấy, thì mình có thể giảm hoặc là không dùng thuốc Cochisin nữa và dùng duy trì của cái sản thảo dược này. Tại sao? Thứ nhất là nó an toàn lành tính mà giải quyết được các tình trạng bệnh của mình. Thì đấy là cái lời khuyên cho bác. Thì đúng không? Vâng, chúc bác thực hiện tốt đầy đủ như vậy, toàn diện như vậy thì hoàn toàn có thể là khống chế được bệnh gút, mà thì sống vui, sống khỏe và sống thọ với cái bệnh gút này. Vâng.
Đầu tiên thì Thu Hằng cũng như là bác sĩ Dương Quang Hiến có một cái sự chia sẻ, đó là chia sẻ niềm vui với bác Nhàn. Bởi vì là khi mà bác đã tìm được cho mình một cái phương pháp mà bác cảm thấy là cũng đã có được hiệu quả nhất định rồi. Và thì bác lưu ý là chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục dùng sản phẩm Bony Good trong một thời gian tới để có thể cải thiện được sức khỏe của mình tốt hơn. Bởi vì là đây là một sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, chúng ta càng dùng thì những cái thảo dược càng ngấm và sẽ càng giúp cho bệnh gút đỡ tái phát hơn ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được kết nối với một vị khán giả cũng đã gọi về tổng đài 1900 3365. Vị khán giả có 3 số điện thoại cuối là 126. Anh Nga ở Bắc Giang ạ. Chương trình xin chào anh Nga. Vâng, xin chào anh Nga. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng để kết nối lại với anh Nga trong một ít phút tới. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi mà một vị khán giả cũng đã gửi về chương trình ạ. Câu hỏi của bác Trần Trung Quân ạ, 73 tuổi ở Vĩnh Long. Câu hỏi như sau thưa bác sĩ. Tôi đã bị gút 12 năm rồi. Hiện tại thì chân tay tôi nổi rất nhiều hạt tô phi, trong đó có hai cục rất lớn, một cục ở khớp ngón chân, một cục ở khớp ngón tay, khiến cho việc vận động của tôi gặp khó khăn. Bác sĩ có khuyên là tôi nên nạo hai hạt tô phi đó đi. Xin bác sĩ cho hỏi là nạo xong rồi thì cục tô phi có mọc lại nữa hay không ạ? Vâng, thế thì câu hỏi này của bác cũng là rất hay. Có nhiều các bác lớn tuổi đấy, nó cục nó to nên không đi giày được, thậm chí đi dép sỏ ngón nó vẫn cứ đau, rất là vướng, thậm chí nó ảnh hưởng đến chức năng vận động. Thì đấy là cái biến chứng và cái cổ của cái bệnh với gút này. Thế thì khi mà bác sĩ đi khám nó có chỉ định mổ thì bác nên mổ. Tại sao? Để xong phần mổ đi, để mổ thì nó sẽ đi. Thế nhưng xin thưa là mổ thì đấy nó là phương pháp gọi là chữa cái triệu chứng thôi, còn nguyên nhân gây ra tô phi là gì, là nó tăng acid trong máu thì chưa giải quyết được. Cho nên vậy sau khi bác mổ rồi thì mình sẽ tập vận động cái nhẹ nhàng cho khớp tuôn tiêu ra, và đặc biệt phải dùng thuốc để cho nó giảm acid trong máu. Thì đấy là giải quyết gốc vấn đề. Thì có lẽ cái sản phẩm hôm nay chương trình giới thiệu đây là cái sản phẩm này thì nhập khẩu nguyên liệu của Mỹ đấy, và được các con thẩm thuật thì có thể đây cũng là một lựa chọn rất tốt cho bác. Tại sao? Vì đây nó hoàn toàn từ thảo dược mà nó rất là an toàn, lành tính ấy. Và nó lại không gây tác dụng phụ ở cái liều dùng này, và đặc biệt nó không gây ảnh thuốc trị bệnh nền khác. Không biết là bác có bệnh nền khác không, không nếu bác chia sẻ, nếu có thì nó không ảnh hưởng gì. Có điều ta dùng cách xa ra. Cái thứ hai, đây là một cái bệnh mãn tính mà khi mà càng về cao tuổi nếu như không chữa cẩn thận ấy thì bệnh càng nặng hơn và nhiều biến chứng hơn. Cho nên rất cần có một giải pháp điều trị gọi là toàn diện. Thuốc là đúng nhưng mà chưa đủ. Chúng ta phải cần có giải pháp là gì? Có một lối sinh hoạt khoa học lành mạnh, phải các nhà khoa học của Mỹ, Việt Nam đưa ra 6 cái giải cái nguồn sinh lực ấy mà tôi nói phần trước chương trình ấy là gì, tức là về chế độ dinh dưỡng này, khoa học hợp lý này, đặc biệt là hạn chế các cái thực phẩm có màu đỏ, và ăn tăng cường các loại rau xanh quả chín mùa. Thì đấy là cái nhất. Cái thứ hai đấy là gì, phải tập một môn nào đó. Tuổi 13 thì có thể mình đi nhẹ nhàng trong nhà thôi, hoặc là tập đạp xe tại nhà đấy, cũng được, hoặc đi bộ nhẹ nhàng thôi nếu như mà không đau đấy, tập gì, hoặc là tập gì dễ nhất là ngồi hít sâu thở đều lên, vì nó tăng dung lượng phổi và đẩy hết khí cạn ra. Thì đấy cũng là một cái môn rất tốt cho bác, mà khi mà chức năng phổi tốt rồi thì nó cũng là. Thì tóm lại là một phát toàn diện thì bác thực hiện tốt gì, chữa thuốc men đầy đủ đúng liều lượng này, ăn đúng khoa học lành mạnh và tập dục đều đặn hàng ngày theo phù hợp với tuổi ấy, thì hoàn toàn có thể khống chế được cái bệnh này. Và làm sao người ta gọi là dùng từ gì, sống vui, sống khỏe và sống thọ với cái bệnh gút này. Vâng, chúc bác có một sức khỏe tốt về già. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, với ngày hôm nay sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị có thể thấy được là Bony Good thì là một sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Đây là sản phẩm mà có công thức rất toàn diện, bao gồm nhóm thảo dược giảm đau chống viêm như là gừng, tầm ma, kim sa, húng tây, bạc hà, nhóm thảo dược hạ axit uric máu ngăn cơn đau gút cấp tái phát, co nhỏ hạt tô phi như là quả anh đào đen này, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử, bách xù. Đặc biệt là Bony Good là sản phẩm duy nhất trên thị trường giúp hạ axit uric trong máu theo cả 3 cơ chế vô cùng toàn diện, đó là ức chế hình thành axit uric lợi tiểu để tăng đào thải axit uric, trung hòa axit uric. Nhờ vậy mà Bony Good thì mang tới hiệu quả như sau ạ. Giúp giảm đau, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp sau 1 tháng sử dụng, giúp hạ axit uric trong máu, co nhỏ hạt tô phi, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như là suy giảm sinh lý, tàn phế, sỏi thận, suy thận, cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gút ạ. Và với những quý vị khán giả mà chưa có cơ hội để được bác sĩ tư vấn thì quý vị có thể gọi tới tổng đài là 1800 1044. Các tư vấn viên của chúng tôi sẽ vẫn sẵn sàng để có thể trả lời, giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và quý vị gọi tới số điện thoại này thì cũng sẽ nhận được chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay ạ. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình và tư vấn rất là nhiệt tình cho các quý vị khán giả. Vâng, xin được cảm ơn nhãn hàng Bony Good cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Bệnh gút gây đau đớn, đi lại khó khăn, hình thành hạt tô phi, sỏi thận, suy thận. Bonigut giúp lợi tiểu, tăng cường đào thải axit uric ra ngoài cơ thể, hạ axit uric máu, giảm nhanh triệu chứng bệnh gút. Bonigut, không còn nỗi lo bệnh gút. Sản phẩm của Mỹ.